Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay điều đáng báo động là trong hầu hết các loại thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam đều có chất cumarin thuộc nhóm hóa chất nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam. Thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, tích cực hợp lực với lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền phòng chống, kiểm tra ngăn chặn các tụ điểm đầu nậu buôn bán thuốc lá, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Để ngăn chặn phòng chống thuốc lá nhập lậu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra chỉ thị số 04 CTBCT. Với chỉ thị này, Bộ Công Thương là đơn vị đi đầu trong việc đẩy lùi thuốc lá lậu. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng việc hút thuốc lá lậu là hành vi tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế. Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm vận động cán bộ, công chức viên chức và người lao động đơn vị mình không tiếp tay cho việc kinh doanh và hút thuốc lá ngoại nhập lậu. Về phía Bộ Công Thương thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã đưa ra một cái công văn và khuyến cáo và yêu cầu là các cái cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương thì thứ nhất là giảm cái việc hút thuốc lá và thứ hai là đặc biệt là không được hút cái thuốc lá lậu, nhất là những thuốc lá mà nằm trong cái diện mà hiện nay đang là cấm lưu hành, cấm vận chuyển và cấm tàng trữ thuốc lá. Thì có thể nói là cái nội dung này cũng được quán triệt đến tất cả các cái cán bộ công nhân viên chức của cả ngành công thương, Bộ Công Thương và cũng đã bước đầu mang lại những cái kết quả hết sức là tích cực. Trong các loại thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam hiện nay đều có chất cumarin thuộc nhóm hóa chất nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng đã cấm dùng cumarin trong công nghệ sản xuất thuốc lá vì có nhiều khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Cumarin cũng được tìm thấy trong nhiều loại thuốc diệt chuột đang được sử dụng hiện nay. Điều đó cho thấy rằng những người hút thuốc lá lậu đang tiếp xúc với một hàm lượng hóa chất độc hại cao gấp nhiều lần mức thông thường, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong thời gian qua, thì Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã thực hiện kiểm tra một số các mác thuốc mà nhập lậu vào Việt Nam, thì phát hiện ra một số các chất độc hại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đặc biệt là phát hiện một loại chất mà có chứa hoạt chất của cumarin, là một chất mà người ta cho rằng là bị cấm sử dụng trong cái công nghiệp thực phẩm nói chung và trong thuốc lá nói riêng. Thì những chất này thì có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ngay sau khi Chính phủ ban hành chỉ thị số 30, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và một số địa phương trọng điểm đã chỉ đạo kiểm tra xử lý quyết liệt, nên tình trạng buôn lậu thuốc lá tại các địa phương trên cả nước đã giảm hẳn. Nhưng tình trạng tái buôn lậu thuốc lá trong thời gian tới có chiều hướng gia tăng, có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ thị 30. Chúng tôi tin tưởng với chỉ thị 30 của Thủ tướng, với nghị định 124/2015 mới ra đời, thì chúng tôi tin rằng cái tình trạng thuốc lá nhập lậu, nếu được các bộ ngành, các địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc thì cái tình trạng buôn lậu thuốc lá sẽ giảm. Và để cho chỉ thị 30 cũng như nghị định 124 đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thì chúng tôi đề nghị các bộ ngành chức năng liên quan là cần phải có thông tư hướng dẫn thực hiện cái nghị định này ngay và càng sớm càng tốt để đưa cái nghị định này vào cuộc sống. Đấy, để và đặc biệt trong cái tình hình hiện nay là do cái việc là gần Tết Nguyên Đán thì cái việc buôn lậu thường thường là gia tăng. Thứ hai là đề nghị các cái địa phương, đấy, các địa phương đặc biệt là các cái địa phương, cái địa bàn trọng điểm là dọc các biên giới như Tây Nam rồi biên giới phía Bắc thì phải đồng loạt ra quân và thực hiện nghiêm triệt để cái chỉ thị số 30 của Thủ tướng. Rồi nghị định 124/2015 mới ban hành. Đấy. Và tôi cho rằng cái việc mà tuyên truyền, giáo dục, ý thức cho người dân, người tiêu dùng nhận thức đúng tác hại của thuốc lá nhập lậu cũng rất quan trọng.
đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Bộ Công Thương cho biết bước đầu đạt được là đã ngăn chặn được một số điểm nóng chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc lá nhập lậu, hạn chế tối đa tình trạng bày bán công khai thuốc lá nhập lậu tại các cửa hàng. Công tác kiểm tra, kiểm soát luôn được kết hợp với công tác tuyên truyền, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh nhằm hạn chế việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá nhập lậu. Thì sau khi có cái chỉ thị 30 thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã có một cái công điện và đã có một cái chỉ đạo cho tất cả 63 các cái lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc và tất cả các cái chính quyền các cái địa phương đã mở một cái chiến dịch có thể nói là rất là trọng điểm và đã đạt được rất nhiều các cái kết quả có thể nói là đáng khích lệ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và sẽ có một cái chiến dịch mà mạnh mẽ hơn nữa để nhằm giảm cho cái việc đưa cái thuốc lá lậu cũng như là vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá lậu ở tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng tập trung vào một số những cái điểm mà hiện nay là tiêu thụ thuốc lá lớn và về ở Việt Nam và cái thuốc lá lậu thì đặc biệt là tập trung ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số cái thành phố trọng điểm khác. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, xử lý thông tin kịp thời, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuốc lá trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh buôn bán tàng trữ thuốc lá nhập lậu, cần tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để việc ký cam kết có hiệu quả, không mang tính hình thức, chủ động nắm thông tin, xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và đúng thời điểm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, buôn bán và vận chuyển thuốc lá nhập lậu.